quả phạt góc thứ 3 liên tiếp sẽ như thế nào. Đó là cú đấm bóng của Hải Yến. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m, một tình huống bị đẩy ngã của Thùy Trang. Chưa rõ người bị phạm lỗi là Thùy Trang hay Bích Thùy, chúng ta sẽ cần xem lại tình huống này trong sự phản đối của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Trọng tài rất kiên quyết với quyết định của mình. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đang rời khỏi sân. Một tình huống phản ứng trước quyết định của trọng tài. Đã có tác động từ Lan Anh với Thùy Trang. Một tác động dù nhẹ nhưng cũng khiến cho một cầu thủ kinh nghiệm như Thùy Trang biết cách xử lý như thế nào trong vòng cấm địa của đối phương. Lúc này thì toàn bộ các cầu thủ của Phong Phú Hà Nam đã ra bên ngoài sân để phản ứng với quyết định của trọng tài. Trọng tài chính Trần Thị Thanh đã yêu cầu các cầu thủ Phong Phú Hà Nam trở lại sân. Một trận đấu thực sự căng như dây đàn, cân bằng về tỷ số, và cả hai đội đều cho thấy quyết tâm của mình. Trong hiệp đấu thứ hai, cả hai đội đều muốn có điểm. Với Phong Phú Hà Nam có lẽ là quyết tâm có một điểm, còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cô trò huấn luyện viên Kim Chi, muốn có nhiều hơn một điểm ở trận đấu này. Tổ trọng tài kết thúc trận đấu đi, thi bằng ngầu ấy. Như vậy là quyết định đã được đưa ra, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, và như vậy là đã có quyết định xử thua với câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Trọng tài đã quyết định kết thúc trận đấu và giữ quyết định của mình. Chúng ta có thể thấy được phản ứng rất khác nhau từ phía hai đội.